Roster update. Mình sẽ lướt qua một số cái thông tin về update các thứ rồi mình sẽ cố gắng giải đáp cho anh em cái gì chung nhất. Thôi mình anh em không gọi là hỏi đáp lẻ tẻ mọi người nhá. Vì là nếu như một vấn đề mà chúng ta cứ phải nói đi nói lại nhiều lần thì nghe nó rất là dở hơi. Cho nên là mình sẽ từ từ thôi và mình cố gắng mình đưa hết tất cả những cái gì mình biết cho các bạn. Dạo này anh em ít like video lắm, ít thả tim lắm. Câu chuyện là ngày hôm nay thì Hàn Quốc đã update. Vào thời điểm này thì server của Nexon, tức là server Hàn Quốc, server của Tencent và server của Garena. Server Garena thì bao gồm có hai thị trường, đấy là thị trường Thái Lan và thị trường Việt Nam, thì coi như chúng ta có 3 nhà phát hành. Chúng ta có 4 server nhưng mà có 3 nhà phát hành thôi. Nexon Hàn Quốc, Tencent Trung Quốc và Garena. Garena sẽ bao gồm Thái Lan, Việt Nam. Thế thì nội dung, content các thứ thì hai cái server của Garena, đó là server Thái Có Lan nhu và server cầu Việt giấu Nam tên gửi khá nhà tương nhé, đồng. su bay b. Chúng ta sẽ đến với cái phiên bản update của Hàn Quốc. Phiên bản update Hàn Quốc sáng nay thì nó có một số những cái được công bố như sau. Gameplay thì không có được nhiều cái thông tin nào đấy đáng kể. Tuy nhiên thì họ có thông báo về việc là sửa lỗi phản ứng chậm của hậu vệ khi đuổi theo cầu thủ tấn công. Cái này là cái cực kỳ nhức nhối mà anh em chúng ta đã phải chịu đựng khoảng hơn một tháng nay. Đấy là việc hậu vệ phản ứng cực kỳ chậm. Không chỉ với những đường chuyền chọc khe mà còn với những đường chuyền thường. Thậm chí với những đường chuyền ZA thì hậu vệ cũng phản ứng rất chậm. Cái này là một cái mà chúng ta đã quá là rõ rồi và trận đấu nào chúng ta cũng gặp. Với cái suy nghĩ của mình thì thực ra nó không phải là lỗi, nó là tính năng. Tuy nhiên là bởi vì quá nhiều người kêu và quá nhiều người cảm thấy khó chịu về cái tính năng này, cho nên thôi gọi là lỗi sửa. Cái phiên bản mà chúng ta đang chơi là phiên bản 9.4 tồn tại rất nhiều vấn đề. Đấy. Và đôi khi họ sửa âm thầm và họ không có công bố. Còn những cái mà họ đang công bố ở đây là những cái nó khá là rõ ràng. Cái phần sửa lỗi camera không zoom gần khi đá ban. Thực ra lỗi này thì cá nhân mình chưa bao giờ gặp. Mình cũng không biết là ở bên cái client của Hàn Quốc nó như thế nào, nhưng mà với mình là một người livestream game này khá là nhiều, nhưng mình chưa bao giờ gặp cái lỗi này. Camera không zoom gần khi đá ban. Cũng có thể có một số bạn ở Việt Nam gặp, nhưng mà mình, cá nhân mình chưa gặp bao giờ. Bản roster update của tháng 10 năm 2023 sẽ diễn ra như sau. Và khả năng cao là cái này thì nó sẽ đồng bộ với những cái bản update tại server Garena, bao gồm cả Thái Lan và Việt Nam. Không có tăng lương, bởi vì là cũng vừa mới tăng lương rồi, vừa mới tăng xong, cho nên là không tăng nữa. Vẫn sẽ là 250. Thẻ cầu thủ mới mùa 23PL. Với việc ra mắt thẻ cầu thủ mới mùa 23PL thì sẽ limit mùa 22PL và chỉ số của mùa 22PL sẽ được tính là chỉ số trung bình trong toàn bộ giai đoạn. Chỉ số trung bình chứ không phải chỉ số cao nhất. Giả sử như cái cầu thủ đó nó có một cái dao động chỉ số từ khoảng 100 cho đến 105. Đấy thì nó sẽ lấy trung bình. Anh em nhá, nó sẽ lấy trung bình và tính theo khoảng thời gian cũng như là cái chỉ số biên độ. Thì nó sẽ lấy trung bình và nó sẽ chốt chỉ số mùa 22PL đồng thời limit. Và ra thẻ cầu thủ mùa 23PL. Chỉ số của mùa 23PL thì sẽ là chỉ số của cầu thủ mùa live cộng thêm 19 chỉ số nữa. Ví dụ là một cầu thủ mùa live có chỉ số là 100 thì mùa 23PL nó sẽ có chỉ số là 119. Được chưa? Đấy, mức lương thì sẽ cộng thêm tương ứng, đâu đấy là khoảng 7 lương hay là 8 lương gì đó, tùy theo cái đấy, cái mức và tùy từng cầu thủ, nhưng mà đa phần là nó sẽ cộng khoảng 8 lương. Và khi mà nó ra mắt cái mùa giải 23PL thì nó cũng đồng thời cập nhật những cầu thủ mùa live, tức là mùa live 22 sẽ cập nhật lên mùa live 23. Những cầu thủ nào thuộc mùa live mà rơi vào trạng thái limit thì vẫn sẽ còn thẻ mùa 22 live mà không được update lên 23 live các bạn nhé. Tức là những cầu thủ mà giả sử như là anh ta có cái thẻ mùa 22 live ấy, nhưng mà anh ta lại không có mặt
trong cái data dữ kiện của mùa 23 Lite thì anh ta không được update lên, nhưng mà cái thẻ 22 đó thì vẫn còn tồn tại, coi như là limit ấy, rơi vào cái trạng thái limit. Thì những cái trường hợp này thì nó rất hiếm, và thực ra thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đến cái mặt bằng chung con game này. Những cái trường hợp như vậy thì chúng ta có rất là nhiều, ví dụ như là Iniesta chẳng hạn này, Iniesta vẫn có mùa 18, Asmir Begovic vẫn có mùa 18, nhiều kiểu vậy đó các bạn. Chúng ta sẽ có thẻ cầu thủ mới Juventus Ambassador. Thì như chúng ta cũng biết là cái concept của mùa Ambassador chính là vinh danh những cái đội bóng đã đoạt cúp C1. Thì đáng lẽ năm nay phải là Man City Ambassador. Đấy, câu chuyện là cái concept, cái kịch bản cũ thì nó là những cái đội bóng mà vô địch C1 thì họ sẽ được vinh danh ở trong FC Online với một cái mùa giải Ambassador. Thì đúng theo lộ trình và đúng cái nguyên tắc cũ thì phải là Man City Ambassador. Tuy nhiên bên phía Nexon họ có đưa ra một cái giải thích, đấy là bởi vì cái câu lạc bộ Man City ấy, họ không có nhiều huyền thoại lắm, những huyền thoại đã giải nghệ. Đấy, họ đưa ra một cái lý do. Để thực ra cái lý do này có phải là lý do chính xác hay không thì chúng ta cũng không biết, mà đây là cái lý do họ đưa ra. Tức là họ đưa ra một cái lý do và họ cứ làm thôi, chúng ta buộc phải chấp nhận cái điều đó. Còn cái tính đúng sai, tính hợp lý thì cái người làm game họ có quyền, và họ không có giải thích nhiều, họ chỉ đưa ra cái lý do đó thôi. Họ nói rằng là cái câu lạc bộ Man City không có nhiều huyền thoại đủ để họ làm cái concept đó. Cái concept Ambassador thì họ nói rằng là phải có đủ một cái hàm lượng những cầu thủ huyền thoại đã giải nghệ nào đó đủ để họ làm cái mùa thẻ đấy. Thế thì họ giải thích rằng Man City không đủ cái số lượng huyền thoại đó. Đấy, họ giải thích như vậy. Và chúng ta cũng đã biết là có những mùa giải như là Real Madrid Ambassador không có Ronaldo de Lima. Mặc dù Ronaldo hoàn toàn đủ điều kiện nhưng không có. Real Madrid Ambassador cũng không có Cristiano Ronaldo vào thời điểm đó. Và cái thời điểm mà Real Madrid Ambassador ra mắt thì chúng ta có nói rằng là lý do là vì Ronaldo CR7 thời điểm đó chưa giải nghệ và anh ta vẫn đang thi đấu cho MU. Đấy, thì nói rằng là bởi vì như vậy cho nên là Ronaldo sẽ không có mặt trong cái concept của Real Madrid Ambassador. Nhưng mà nó luôn luôn có những trường hợp ngoại lệ, và nó luôn luôn có những cái lý do mà nó thực sự không thuyết phục được đa phần người chơi. Và hôm nay lại tiếp tục một lý do nữa liên quan đến cái mùa Ambassador, đó là sẽ không có Man City Ambassador. Mặc dù Man City là một đội bóng mà năm ngoái họ đã vô địch C1, đoạt cú ăn 3 lịch sử, nhưng họ không có Ambassador trong FC Online. Đấy, thì thay vào đó họ tạo ra một mùa thẻ mới, đấy là mùa thẻ Juventus Ambassador. Thì cái mùa thẻ Juventus Ambassador này thì cũng gặp nhiều vấn đề. Thứ nhất là vẫn có không có CR7. Vẫn không có CR7. Đấy. Thì lại thì lý do tại sao không có CR7. Tuy nhiên lại có Zinedine Zidane. Và chúng ta biết rằng Zinedine Zidane đã từng xuất hiện trong mùa thẻ Real Madrid Ambassador. Bây giờ anh ta lại tiếp tục xuất hiện một lần nữa trong mùa thẻ Juventus Ambassador. Và nghe nó cũng tương đối buồn cười. Bởi vì chúng ta biết rằng Mikel Essien đã xuất hiện trong cái concept của Chelsea Ambassador. Và Mikel Essien không xuất hiện trong Real Madrid Ambassador. Đấy là một cái vấn đề, một cái hiện tượng mà chúng ta thấy là nhà làm game Nexon thực ra họ cũng chẳng có gì nhất quán cả. Họ làm cũng khá bừa, khá bệnh. Và sau khi mà họ gặp những cái ý kiến trái chiều thì họ lại đưa ra những cái lời giải thích cũng rất thiếu hợp lý và bắt chúng ta phải tin. Và thôi thì bởi vì họ là người làm game, họ có quyền. Họ đưa cái gì ra, ví dụ như một cái món ăn, họ bày ra bảng để bảo đây hôm nay có thế rồi, có ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Và thế nên nếu mà mình ăn thì ăn, không thì thôi mà. Câu chuyện nó như vậy. Đấy. Thế nhưng
tính từ cái việc mà chúng ta đã có sự ngoại lệ. Chúng ta đã có sự ngoại lệ đến từ mùa giải Juventus Ambassador, tức là sẽ vẫn có những câu lạc bộ thậm chí không cần vô địch C1. Đấy, các bạn nghe kỹ nhé. Bởi vì nó đã có ngoại lệ rồi, cho nên là nó sẽ lại có ngoại lệ thôi. Có lần 1 thì sẽ có lần 2 mà. Sẽ có những câu lạc bộ không cần phải vô địch C1 mà vẫn có mùa giải Ambassador. Đúng không? Lâu nay cái concept là gì? Phải vô địch C1 thì mới có Ambassador. Nhưng bây giờ không, cái luật đấy bị phá rồi. Cái luật đấy bị phá rồi. Cho nên là vẫn sẽ có cơ hội cho những đội bóng không vô địch C1 mà vẫn sẽ có Ambassador. Thế thì khi mà tôi nói đến cái lời này thì có lẽ là mọi người sẽ bắt đầu nghĩ tới những câu lạc bộ như là Manchester United hay là Arsenal gì đấy, đúng không? Nhưng không các bạn nhé, những câu lạc bộ đấy nó sẽ không có. Những câu lạc bộ đấy cũng sẽ không có đâu, bởi vì là xét về câu lạc bộ quan hệ đối tác ấy. Bởi vì tôi không còn chơi cái game đấy cho nên là tôi cũng không nhớ rõ, nhưng mà có đại loại là có Bayern Munich, có MU, có Arsenal. Đấy là những đội hiện tại đang hợp tác với tựa game đối đầu. Những đội đó đang hợp tác với tựa game eFootball. Đấy, cho nên là họ cũng sẽ không xuất hiện đâu. Barcelona, đúng không? Barcelona. Chúng ta cũng biết là ngay cả Bayern Munich cho dù có vô địch C1 cũng không có cái mùa đó mà. Ok, và đó là những cái gì xung quanh cái mùa thẻ Ambassador mà mình cũng vừa giải thích cho anh em, kể cả về concept, lộ trình, những thay đổi và dự kiến tương lai. Đấy là những gì mà mình vừa mới chia sẻ với các bạn rồi nha. Cũng là lời giải thích cho pha donate của anh em lúc này. Là ở server Hàn Quốc sẽ ra mắt hết tất cả các cầu thủ Icon The Moment còn lại, ngoại trừ những cầu thủ đã hết hạn bản quyền. Patrick Kluivert vừa được Nexon gia hạn bản quyền nên vẫn có thẻ Icon The Moment như bình thường. Patrick Kluivert trong khoảng hơn 1.5 tháng vừa qua đã rơi vào trạng thái limit. Tuy nhiên, ngoài ra thì có thêm 3 cái Icon mới vừa mới xuất hiện, và anh ta cũng lập tức có những cái thẻ Moment luôn. Đấy là ở bên Hàn Quốc, đó là Bobby Charlton. Bobby Charlton thì vừa mới mất cái đấy ít ngày. Ribery và Zico. Đấy, 3 cầu thủ này, Bobby Charlton này, Ribery và Zico. Đấy, 3 cầu thủ vừa mới update ở bên Hàn Quốc, có thẻ Icon thường và có cả thẻ Moment luôn. Đấy, 3 Icon đó, cùng với việc trở lại của Patrick Kluivert. Những cầu thủ đã hết hạn bản quyền, ví dụ như là Stephen Effenberg, Bremer. Đấy, những cái ông như vậy thì vẫn sẽ không có được update đâu, không có update. Thì với server Hàn Quốc thì họ sẽ ra mắt đồng loạt. Thực ra là họ đã ra mắt rồi, ra mắt đồng loạt tất cả các Icon The Moment còn lại mà họ có, tức là ra hết. Tuy nhiên, ở server Việt Nam thì chắc chắn điều này không xảy ra, nhá. Ở server Việt Nam thì chắc chắn điều này không xảy ra, và chúng ta cũng biết được là lộ trình ra mắt thẻ Icon The Moment ở Việt Nam là hoàn toàn khác so với Hàn Quốc. Chúng ta vẫn sẽ đi theo một cái con đường, đấy là ra mắt từ từ. Có thể là mỗi tháng 5 cầu thủ hoặc mỗi tháng 7 cầu thủ. Cái này là do nhà phát hành Garena thôi. Gần nhất thì chúng ta sẽ có sự ra mắt của Chabum Kun cùng với Pavel Nedved. Đấy, và nó sẽ đi theo những cái dạng event. Ví dụ như cái event hiện tại, đấy là event Pin Gold. Event này thì sẽ kéo dài cho đến hết ngày mùng 1 tháng 11. Và cái lộ trình để đổi thẻ Chabum Kun và Pavel Nedved bằng coin sẽ diễn ra trong 6 tháng nữa. Cái việc mà sở hữu những cái cầu thủ The Moment như là Chabum Kun và Pavel Nedved sẽ chỉ dành cho những top VIP vào thời điểm hiện tại thôi. Những người đua top trong những cái sự kiện của cả dạng. Yeah. Đó là cái sự khác biệt lộ trình phát triển. Thì nói thật là với Hàn Quốc vào giai đoạn này thì tôi nghĩ rằng nhà phát hành Nexon cũng đang gặp rất nhiều vấn đề. Từ cái việc ra mắt những mùa thẻ mới một cách không trau chuốt và quá vội vàng,
không chỉ với cái mùa Ambassador đó nha, những mùa khác ở giai đoạn này thì tôi cũng thấy cái sự thiếu đồng bộ, không thực sự trau chuốt, và họ cũng đang khá là mò mẫm. Chúng ta cũng biết là cách đây khoảng 1.5 tháng thì cái câu chuyện mà họ update chỉ số ẩn cho những cầu thủ cộng 8 đã gây ra rất nhiều phản ứng trái chiều ở bên phía cộng đồng Hàn Quốc. Đấy là một nước đi sai lầm. Và hiện tại thì có thể là doanh thu của FC Online tại thị trường Hàn Quốc đang gặp vấn đề nào đó khiến cho họ phải vội vàng tung ra tất cả những cái con icon còn lại. Đấy, họ phải tung ra cả Du Béo, cả Gullit. Nói chung các bạn cũng đã soi chỉ số của Ronaldo de Lima rồi. Ronaldo de Lima moment ở Liverpool 1 chưa book team color đã chạy 131. Tức là nếu như mà ở Liverpool 5 và nhét vào một team color phù hợp thì Ronaldo Béo sẽ có chỉ số chạy 140, mà mới chỉ cần mức thẻ cộng 1 thôi. Thì các bạn cũng thấy là nếu mà đã tung Joe de Lima ra thị trường rồi thì những cái tiền đạo còn lại thực sự nó rất khó có đất sống. Nó thực sự là rất khó có đất sống. Đấy, cho nên là với cái việc mà họ tung ra tất cả những con bài tẩy vào thời điểm này như này và cũng đang khá là loạn trong cái việc ra mắt tính năng và tính toán, thì tôi nghĩ rằng là ở bên server Hàn có lẽ doanh thu của họ cũng đang gặp vấn đề. Đấy, cho nên là họ mới loạn cào cào như vậy. Tiếp đến này, nội dung tiếp theo là biểu tượng của mùa thẻ Live sẽ là số 23. Cái này thì cũng không có gì cả. Cái này cũng quá quen rồi. Cập nhật áo đấu mùa mới. Sẽ có 7.325 cầu thủ mùa thẻ Live được thay đổi lương. Tức là có update về lương. Có update về lương thì đương nhiên là có update về chỉ số rồi. Thường là sẽ tăng. Tôi nghĩ là cầu thủ mùa Live vào thời điểm hiện tại ấy, thì chỉ số quá thấp. Như vậy tôi nghĩ là sẽ tăng. Thông tin chuyển nhượng và chỉ số của thẻ Live sẽ cập nhật đến ngày 4 tháng 9. Tức là cập nhật chuyển nhượng chỉ đến ngày 4 tháng 9 anh em nhé. Cập nhật mặt in-game cho 154 cầu thủ. Thì cụ thể những cầu thủ này là những cầu thủ nào thì mình cũng chưa rõ. Lúc nãy thì có một bạn hỏi là Enzo Fernandez đã có mặt hay chưa. Thì cái này thì mình cũng không biết, mình chưa có cái danh sách này. Danh sách các cầu thủ không có thẻ icon Zone Moment sẽ bao gồm Gary Neville, David Simon, Deco, Robbie Fowler, Brian Laudrup, Victor Baia, Stephen Effenberg, Andres Vreme, Oliver Bierhoff, Carragher, Vieri, Sheringham, Pauletta, De Boe và Inzaghi. Thực ra cái này là tin mừng anh em ạ. Thực ra cái này là tin mừng vì đa phần những cái huyền thoại mà không xuất hiện thẻ icon The Moment thì chúng ta thấy là trong cái đám này thì chỉ có đâu đấy Effenberg này, Andres Vreme và Filippo Inzaghi là nghe có vẻ là có giá trị sử dụng. Chứ còn mấy ông còn lại toàn là mấy ông khá lỏ à. Cho nên là đây là tin mừng. Bởi vì là các bạn biết rồi, trong những cái sự kiện mà các bạn đua top hay là làm event gì đấy thì thường các bạn sẽ được phát một cái thẻ, đấy là thẻ Icon The Moment mở ôn. Được một cái thẻ Icon The Moment đúng không? Mà nếu các bạn loại bỏ được Gary Neville, David Simon, Deco, Fowler các thứ, để chứng tỏ là cái tỷ lệ mở hàng ngon của các bạn sẽ cao hơn. Bởi vì thực ra là ngoài Effenberg, Andres Vreme và Inzaghi thì tôi thấy là cảm giác mấy ông còn lại là cực kỳ khó dùng. Nếu như họ có xuất hiện thì cũng là những cầu thủ rất khó dùng và mở ra chắc khóc thét. Hay tức là cũng bớt đi một số những cái icon lỏ. Thì ok, đấy là nội dung của update. Em thường hỏi là mình hay like ở đâu à? Đây, Oliver livestream hàng ngày với rất nhiều nội dung độc quyền, độc đáo. Nhớ nhá, Oliver. Lotus Home Cà Phê tọa lạc tại 69 Polisano Sunset Town. Số đẹp nhà cũng đẹp, hãy đến với Lotus Home Cà Phê và tận hưởng cảnh quan du lịch châu Âu Sunset Town độc đáo với tầm nhìn ra hoàng hôn. Một thị trấn châu Âu có các quán cà phê BBQ, hồ bơi vô cực, bãi biển, quán bar, chương trình biểu diễn nhạc nước, cáp treo và nhiều hơn nữa. Thưởng thức một ly cà phê thơm phức tại không gian đáng yêu cực chill, check-in cực đẹp.
Dịch vụ đưa đón tại sân bay và cho thuê xe máy Vivu suốt ngày, truy cập ngay Lũ Tứ Hồn Phú Quốc.